trong thế giới tu tiên. Mô 16. Cái tên phạm nhân dịch phòng này, vậy mà lại dám ở trước mặt ta xử lý một võ đế. Việc này nếu bị nói ra, sợ rằng sẽ chấn động cả tôn bộ đại lục. Đừng nói là mình cũng bị. Con đứng ngay ra đó làm cái gì nữa? Vơ quét chiến lợi phẩm đi chứ. Hả? Người là tội giết, lẽ nào những vật phẩm này nên thuộc về tôi? Những món vật đồ này có tu luyện giả tôi lại không dùng được, cho nên làm cho một phiếu cho nợ đi. Đồ vật thuộc về cô đổi lại đưa tôi 200 vạn. Ok. Hả? Cái này, mấy món đồ vật này có tu luyện giả các cô không đáng tiền sao? À không phải, ý của ta là vậy thì 100 vạn đi. Vâng, yêu nợ tiền dịch phòng 100 vạn. Nhờ kỹ nhà thiếu tôi 100 vạn đó. 100 vạn sao? Một món bất kỳ ở trong này làm sao dừng lại ở 100 vạn được chứ? Cái người này bình thường tới không có gì lạ, mà một phàm nhân lại không có chút tu vi nào, lại làm được một chuyện mà ngay cả một võ đế như ta cũng không dám tùy tiện nhúng vào. Tiếp theo nên làm gì đây? Trước tiên thì còn phải biết rõ đây là ở đâu. Bên trong, nếu như ta đoán không sai thì chắc hẳn là bên trong di tích của tiên nhân. À nhớ kỹ nha, thì cô đã nói cái vị tiên nhân này lưu lại cái đồ gì đó bố đời lắm. Vậy thì chúng ta không phải là có thể đi tìm cầu bố hay sao? Người suy nghĩ nhiều rồi. Bị tiên nhân áp chế, chúng ta có thể sống sót hay không cũng không biết. Huống chi là bảo vật xung quanh nhất định là cấm pháp đầy rẫy, cho nên vẫn là ngắm lại sau khi mau chóng ra ngoài đi. Nơi đó, vậy chúng ta cẩn thận một chút. Ai? Lục mệnh võ đế, cô vô niệm. Ồ, ra là Vân cô nương à. Cô vô niệm, Âm Dương Song Lão, các người làm sao lấy cùng một chỗ? Quyền biết làm sao? Vì tiên bảo những cao thủ ở Đồng Châu cùng với Trùng Châu đã liên hợp lại rồi sao? Vừa vặn gặp phải nên cũng đồng hành. Dù sao thì ở dưới An Duy Y Áp, đường độc hành tẩu sợ sẽ chết rất thừa thảm đó. Cô vô niệm tuy vậy nhưng lại có tu vi lục mệnh võ đế, còn có Thanh Trường Lão rất ít có địch thủ. Mà hai cái tình lão giả bên cạnh chỉ sợ là cũng có tu vi viêm lão mà. Tệ nhất là đánh nhậu, tới hiện giờ nhất định không phải là đối thủ của bọn hắn. Vâng cô nương, người xem đã gặp phải không bạn thì cùng kết bạn đi. Như vậy thì cũng phải gặp nguy hiểm cũng không đến mức không có cách nào để đối phó. Ta không quyết định truy tìm bảo vật, chỉ sợ là không cùng đường. À vâng cô nương, nói đùa rồi, chúng ta cũng là đang tìm đường ra. Dù sao thì dưới y áp muốn đột bảo cũng phải bảo mệnh trước đã rồi nói. Chúng ta cùng đi chứ. Chuyện này à, người thanh niên này lại ai vậy mà lại để cho Vân Yêu nhờ hắn làm chủ? À không biết vị huynh đệ kia là à, tại hạ là Dịch Phong. Dịch Phong? Kìa, chưa từng nghe qua cái danh tự này. Chẳng lẽ là ẩn thế kỳ nhân? Tất cả mọi người đều không có tu vi, nhìn cũng không ra luôn. Vậy chúng ta cùng đi đi, thảm thoát nửa tháng sau. Quanh đi quẩn lại nhiều người như vậy mà không nghĩ tới lái về chỗ này, tốn thời gian dài như vậy đã uổng công rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều mất đi tu vi, cũng đã mất đi năng lực tịch cốc, coi như là mạnh hơn thường nhân cũng gần như là hết sức. À chư vị à, nếu không thì đi theo tôi đi, tôi có lẽ là có biện pháp. Chúng ta đều không đi ra được. Dịch Phong huynh đệ, ngươi là một phàm nhân, con có thể làm cái gì đây? Giả vờ giả vịt, con tưởng rằng là cao nhân gì đó chứ, thì ra là một phế vật. Tôi cũng không xác định rõ, nhưng dù sao thì cũng hơn với việc đi mù quáng.
Cho nên tin lời của tôi thì có thể đi theo tôi, không tin tôi thì tôi tự mình đi vậy. Ta đi với người. Vâng, tiểu thư vẫn là không nên đi như vậy. Trên đường đi cũng không đụng phải không ít yêu thú. Mặc dù những con yêu thú kia cũng bị áp chế tu vi, nhưng nếu mà phân tán ra vẫn là rất nguy hiểm đó. Ta là vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Cũng đề nghị người là nên tin tưởng lựa chọn của ta, ta sẽ không sai. Thân là vô đế lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một tên phàm nhân. Đường đường là võ đế, thế mà lại đem hy vọng kỳ thác trên người thần của một phàm nhân. Chuyện buồn cười như vậy, huynh đệ chúng ta tuyệt đối không tiếp nhận. Ai, cái lỗ đầu này nói lắm quá vậy. Phàm nhân lại phàm nhân, giờ thì ai chẳng là một phàm nhân chứ. Nếu không phải vì tiết kiệm một chút sức lực, không thì trực tiếp lấy cái kiểu gạch đập chết hai người rồi. Thật quá. Vợ con đường à, hắn thật sự có thể tin tưởng sao? Mặc dù không có niềm tin rất lớn, nhưng mà so với hai cái lão đầu kia, ta vẫn tin tưởng hắn hơn. Không thể tin nổi mà. Chiến lược đỉnh phẩm nhất của toàn bộ tiền gia đại lục, vậy mà năm lần bảy lượt ký thác mạng sống vào một tên phàm nhân. Bảy ngày sau. Ai, không được rồi, không được rồi, ta không đi nổi nữa. À đúng rồi đó, dịch phòng mà nghỉ chút đi. À vậy được rồi, nghỉ 15 phút rồi đi tiếp. Con tưởng đi trên con đường này sẽ gặp được một con dã thú nào để cho no bụng, nhưng mấy ngày nay một vật sống cũng không gặp. Hồi yêu thú cũng được mà. Vợ đế như chúng ta đã đối, không thể yếu hơn được. Hắn từng là một phàm nhân, chỉ sợ cũng sớm không chịu nổi rồi. Nhưng mà một phàm nhân như vậy mà hắn kiên trì như vậy, chúng ta tồn tại cao cao tại thượng, chẳng lẽ cũng không sánh bằng hắn hay sao? Lại sau một ngày. Ôi, ta thật sự không đi nói nữa rồi. Chà tấn mà. Nơi này mỗi một cái thông đạo cùng với mấy vách tường mặt đá đều cho người ta thở không nổi. Không có đồ ăn, chỉ có nước, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu không thì người đi tự một mình thôi. Nếu như hai người không chết đi thì sẽ chết ở đây đó. Không đi, vì hai võ đế như chúng ta đều ở trong bộ dạng này mà một phàm nhân như hắn đến tàu cục lấy đâu ra tiềm lực lớn tới như vậy. À, đoán chừng thì cũng tầm nửa ngày nữa hắn là sẽ đến nơi muốn đến rồi. Thật sao? Gần nhất thì đi nhiều ngày như vậy, chứ bao giờ từng thấy chỗ nào giống như đại điện kia. Cái này cũng có thể đại biểu cho đặc thù của cung điện. Trở lại đại điện khả năng thì có biện pháp để ra ngoài. Từ đây Lesta. Ôi ta thật sự không đi nói nữa rồi. Trà tấn mà. Nơi này một cái tung đạo cùng với mấy cái vách tường mặt đá để cho người ta tở còn nổi. Không đồ ăn, không nước uống, cũng không chống đỡ được bao lâu. Yêu à, cô đây là. Nếu không thì người đi một mình thôi. Hai người nhìn xem, nơi này là cái gì? Đi theo tôi thì đại điện này liên kết tới rất nhiều thông đạo. Tôi nghĩ đường ra hẳn là ở bên trong. Dịch vào máng câu lưng ngồi sâu. Lão quái vật kia đi tiểu kém một chút nữa để cho ta hồn phi phách tán. Trải qua nhiều ngày như vậy, vững chắc lại ở trong trạng thái thần hồn, cuối cùng cũng ổn định. Nhưng mà so với trước đó thì vẫn là suy yếu nhiều, cho nên ta nên giảm tiêu chuẩn đột xá xuống. Tiếp theo, mặc kệ người nào đi vào đại điện, ta đều sẽ đột xá, bị bỏ trận pháp khảo nghiệm kìa. Khai. Ý, cô âm thanh à? Lập tức có người đã tới cửa rồi sao? Lão phụ không khách khí nha. Ôi, ông nội của ta ơi, tổ tông của ta, người sao lại trở về rồi?
Hồn thiền bị của ta cũng cho ngươi rồi. À khờ, ngươi cũng đã ăn rồi, ngươi còn muốn làm cái gì nữa chứ? Ở đại điện này không phải là hạch tâm của di tích tiền nhân sao? Hả? Cái này nó là di tích thì cũng quá nghèo nàn một chút rồi nhỉ. Ôi tiền tú của ta cũng cho ngươi ăn. Pháp khí của ta ngươi đã cầm đàn và nhật là châu cũng bị móc ra luôn rồi. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì nữa vậy? À quên đi, đừng có quản những thứ kia. Vẫn là mau chóng tìm xem biện pháp để đi ra ngoài thì hơn. Cái gì? Mà nó biện pháp ra ngoài? Chỉ vì cái này mà quằn lại chỗ của ta? Ờ à, lấy ngài đó, ngài đi giùm đi. Người là thần của ta đó, em mời ngài ra đi. Ê đây, đây là có cơn gió yếu ớt, hắn là lối ra rồi. Màu màu vậy chúng ta đi nhanh đi. Được. Bye bye. À hai người, các người đi trước đi. Ta quay lại làm chút chuyện, lập tức quay lại. Hả? Hắn quay lại rồi làm cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn xử lý ta sao? Ai da, trước đó có vẫn yêu yêu ở đây, lần này thì sướng rồi, cuối cùng cũng tè được rồi. Ai... Ôi cái đầu mối cuộc đời lại là cái thứ này, quá khinh dễ nhau rồi.